Hiện tại thì cũng có một số cái chương trình game show mà có vẻ như cái việc lựa chọn thành phần và giám khảo nó không có được chỉnh chu lắm. Thì cô có ý kiến gì không về vấn đề này ạ? Phương Dung có coi lại một số chương trình không phải do Phương Dung làm giám khảo, nhưng mà Phương Dung thấy cái điều này. Có nhiều người không phải trường phái bolero, nhưng mà họ là cái dòng nhạc semi classic, mà họ qua cái trường phái của bolero thì họ sẽ đi lạc đường. Tự vì Ngô Thụy Miên là Ngô Thụy Miên, mà dòng nhạc của Quỳnh Anh, của Lê Minh Bằng, của Trúc Phương, của Lam Phương, của Hoàng Thi Thơ vân vân, nó không phải là nhạc thính phòng. Thành ra có nhiều người giám khảo khi họ chấm thi, họ không thuộc bài và họ không biết. Thành ra khi họ chấm, họ đi sai lệch vấn đề, và có nhiều thí sinh hát sai lời, hát sai nhìn nốt nhạc, họ vẫn để cho qua luôn. Cái đó đối với Phương Dung là một điều rất cấm kỵ.